Dạ, Phong 61 xin chào bà con cô chú anh chị ha. Thì hiện giờ Phong 61 có mặt tại ở cái đền Vua Hùng dạ. Cái đền Vua Hùng thì đây hai bên mình là sư sư tử hay gì ha bà con cô chú mình ha. Dạ, Phong 61 cũng rành ha. Kỳ lân gì ha. Dạ, chắc kỳ lân ha bà con cô chú mình ha. Chứ dạ, chờ đây, bên đây. Đây bên đây không. Dạ. Rồi, ở ngoài bước vô mình thấy giỗ tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023 ha bà con chú ha. Wow, ở trong đây là không khí rất là mát nha bà con cô chú ha. Dạ. Wow. Bên có một cái cầu thang đi lên. Dạ. Bên trái mình phải cũng có cá nha bà con chú ha. Quá trời của đất cá ha. Quá cho tuyệt vời. Dạ. Hay và có cái anh này ảnh cái gì mình nghe ồ ồ đây bà con cô chú mình đây nè. Dạ đây nè. À bơm nước gì dưới đây bà con cô chú mình hả? Dưới đây là một cái có tầng hầm dưới đây nữa nha. Dạ wow, trên là tầng lầu, ở đây là chính giữa. À, ở dưới đây là tầng hầm bà con cô chú mình ha. Dạ. À, mình mới thấy có cái chị đó kìa. Rồi mình chào chị xíu. Chào chị dạ. Mình là cái gì ở đây chị? Mình là cái gì ở đây chị, vậy cho biết Dạ, đây. em làm ở đây. Làm ở đây hả? Hình như chị mới nãy chị đi ăn cơm hay đâu mới về phải không? Dạ. Cái đường này mình lên trên trên nữa là chỗ gì chị? Thôi tự trên đây hả chị ha. Dạ. Mình về theo chân cái chị này ha bà con cô chú ha, để lên nơi hòn tự của vua Hùng ha bà con cô chú ha. Dạ. Wow, rồi trong mặt quá bà con cô chú mình ha. Đấy, người ta đi lên đi xuống rất là quen ha bà con cô chú ha. Hôm 61 lần đầu lên đây. Wow. À, chị đóng cửa cái gầm rồi đó. Một hai lên còn lên nữa nhờ cầu chú nha. Dạ. Dạ, một phần ha. Dạ. Đây là cái trống đồng hả cầu chú nha. Dạ. À, chân bưởi. Dạ. Wow. À. Dạ, để Phong 61 đọc cho bà con chú nghe nha. Dạ. Bình Dương các địa hậu khới phát triển đắc duyên khai. Dạ, còn bên đây thì đáng lẽ đọc bên đây trước mà con chú như vậy qua bên đâu qua. Đây là Tổ quốc Linh Từ Hùng Vương Tiên Hiền Lưu Vạn Đại. Dạ, mấy cái chữ này mình đọc đọc chứ cũng không có hiểu đâu nha bà con cô chú ha. Cái này gọi là chữ chữ Hán, chữ Nho vậy ha cô chú ha. Dạ. Ở trên nó là một dĩa bưởi. Ở đây hình như con sẽ mói chân bưởi không ha. Ở đây cũng bưởi nha bà con cô chú ha. Hương thì đốt hương 24 giờ hương phanh đó bà con cô chú ha. Dạ. Quá trời rồi. Rộng lớn bao la. Wow. Dạ. Thấy gì chưa, rỗng hay sao? Ừ, đọc nghe phọt phọt. Thấy chị mình hồi nãy đi đi vào đây là con chú nè. À, còn cái đường lên nữa.
nhưng mà cũng không cấm mà cũng không viết gì trên đây ha. Thôi phòng số 1 ghi ở đây thôi chứ còn không có lên nữa nha bà con cô chú anh ha. Dạ hỏi bây giờ mình xin phép mình đi xuống ha. Dạ mình xin phép đi xuống để quay trần cho bà con cô chú trên trần ha. Dạ rồi dạ, ha. Mình đi xuống ha bà con cô chú ha. Xoắn ốc cao lắm nha bà con cô chú mình. Từ từ mà đi. Xuống đây là tay. Còn cái tầng hầm nữa mà con cô chú ha. Giờ mình đi xuống cái tầng hầm. Đó là hầm đi đằng kia, bên kia. Đó, bên kia. Wow, còn cá nha con. Mình coi cái đây đi. Đây trước rồi ha. Wow, cá nè. Đấy. Wow. Khoảng chừng 20 hơn 20 phân hay là con chú này. Có hơn cái khoảng chừng bao rộng khoảng bao nhiêu. À cái này bên đây là cá nhỏ nha. Dạ bên đây cá nhỏ. Đi dám vòng đi. Đây thì cái gì đây không biết nữa. Dạ. Yeah. Bà con cùng chú xem nha. Cũng có đoạn là kia nè. Quay cái gì đây bà con cô chú mình. Wow. Wow, tuyệt quá không. Quay bự quá. To quá, to quá. Wow, cá tuổi. Không có để chờ cái mình cũng không biết đi. Mình đi bên ngoài đi bà con cô chú nè, đi bên ngoài đi, ngoài quay rõ không chắc cũng vậy à. Dạ. Wow. Wow, lẹ dữ à, chạy nhanh ghê. Wow, đó nha, rồi chạy luôn bên kia. Cá này nhát nha bà ha, không có dạng. Dưới đây có mấy hồ cá vậy nè. Wow. Cá này cái gì mà con của chú mình tròn to quá à. Wow. Wow. Cá lau kiến nè. Wow. Ôi à. Trong suốt luôn rồi, còn ngó ở đây hấu qua bên kia luôn. Trời ơi. Ngủ rồi, cá này chắc đang ngủ nha bà con của chú mình. Ngủ rồi kìa. Thôi để cho chú ấy ngủ say sưa đi. Dạ. Thôi mình đi quanh xuống ha. Wow, chính giữa nè con ha. Coi cái chính giữa thì cũng có nuôi cá luôn mà nước không có trong bằng ha bà con của chú mình ha. Dạ. Đây kìa, có cái đường
đi xuống đây gọi là nhà vệ sinh nam nữ ha con chú ha. Phòng số 1 không có vệ sinh nhưng mà thôi đi ha, mình cũng không xuống đó làm gì hết con chú. Thì quay cho con chú xem nó vậy thôi. Dạ. Rồi ha. Ở dưới đây mình nuôi gì dưới đây anh? Hả? Cá hả? Sao không thấy cá nữa, cái con rùa không con gì đó. Dạ. Thấy con rùa. À. Nước mới vô là nó đuối hả? À, làm gì đáy nhau còn chú hả? À, cho hỏi cái con cá này cái gì? Con này nè, đó. Cá hồ vĩ. Cá hồ vĩ hả? Dạ, bà Hương rồi. Cá này cá hồ vĩ nha bà con chú ha. Anh ở trong đây mình nói là cá hồ vĩ. À, đó. Đấy. Ôi, hồ vĩ. Còn cái trong cái hũ to nhất cái này là cái con cá gì đây trong đây? Chép với con phi hoa mà còn chú ha. Dạ. Hồi đây mình thấy có con rùa dưới kia kìa. Dạ. Nghe nói ở đằng chùa có con rùa bự lắm không? Dạ, ở đằng chùa có bốn con. À, bự lắm không con chú ha. Dạ. Anh mình nói anh mình ở dưới hũ dù 1 với hai bà con ha, lên đây. Dạ. Ủa nhưng mà thấy nước càng ngày càng đầy hay sao? Lên lên. À. Mới nãy mình thấy ở dưới bây giờ thấy lên lên trên trên nha bà con chú ha. Dạ thì con số 1 thấy clip đến đây cũng khá dài. Bye bye anh. Bye bye. Dạ. Thì con số 1 xin kết thúc clip tại đây ha bà con chú ha. Dạ. Thì cuối clip thì con số 1 chúc cho bạn con chú mình thật nhiều sức khỏe thật nhiều nó ha. Thành công trong mọi công việc ha bà con chú ha. Rồi bye bye, xin chào bà con mình ha. Dạ bye bye.